Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, khu vực phía Nam của Trung Quốc đại lục mưa nhiều từ tháng 6 và chưa có dấu hiệu giảm bớt trong 2 tháng qua. Vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và Thượng Lưu sông Hoài Hà vẫn trong tình trạng báo động cao. Theo thống kê chính thức, từ tháng 6 đến nay, hơn 47,5 triệu người ở 29 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thậm chí 17 ngôi làng ở thị trấn An Huy bị nhấn chìm hoàn toàn và 38.000 ngôi nhà bị sập, cơn lũ thật thảm thương. Hơn 47,5 triệu người ở 29 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã bị ảnh hưởng, thậm chí 17 ngôi làng ở các thị trấn An Huy đã bị nhấn chìm. Khu vực chứa lũ Mengwa của Wang Jiaba trên sông Hoài Hà đã bị thu nhỏ vào đại dương. Theo thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đưa ra, trong số 29 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và các tỉnh thành phố khác. Vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử, Hồ Đông Tinh, Hồ Pô Giang và Hồ Tây Hu vẫn duy trì hoạt động mực nước cao. Các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang vẫn cần tăng cường đề phòng mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất. Các khu vực đồi núi phía Tây Nam và Tây Bắc như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thiểm Tây có nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất. Theo thống kê chính thức ở Trung Quốc đại lục, hơn 35.000 ngôi nhà bị sập và bị ảnh hưởng, các nạn nhân khóc không ra nước mắt. Mạng lưới thời tiết Trung Quốc đã vạch trần tình hình hiện tại của Mengwa được quay bằng camera. Nhiều ngôi làng bị ảnh hưởng bởi thảm họa chìm trong nước và nhiều diện tích nhà cửa bị hư hại, cảnh tượng tang thương gây sốc và nạn nhân muốn khóc không ra nước mắt. Do mưa lớn liên tục nên vùng hạ lưu sông Dương Tử và thượng lưu sông Hoài Hà vẫn vượt mức cảnh báo ứng phó lũ lụt cấp 2 của sông Dương Tử và sông Hoài Hà đã được duy trì. Khi khu vực mưa di chuyển về phía Bắc, thời tiết mưa cực lớn gia tăng, dự kiến lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hải Hà có thể có lũ vượt qua mức cảnh báo và có thể gặp rủi ro ứng cứu bất cứ lúc nào. Liên tục có lũ lụt ở Trung Quốc, trong đó tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng nặng nề và khu vực Hanxi bị mưa xối xả. Liu Leiyan, quê ở Hanxi, Hồ Bắc, đã đăng một video về thảm họa lũ lụt trên Weibo, nói rằng gia đình Hanxi đã gửi video này tiết lộ rằng họ không thể về nhà, điện nước bị cắt và nhà để xe và nhà cửa bị ngập lụt, khiến Liu Leiyan lo lắng hét lên, xin đất nước cứu gia đình tôi và than thở, Chúa ơi, người dân Hồ Bắc năm nay khốn khổ quá, tôi cầu xin chính phủ Trung Quốc giúp đỡ mọi người. Mưa xối xả ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc khiến 186 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục và lũ lụt do nó gây ra đã lan đến các lưu vực sông Dương Tử, sông Châu Giang và sông Tây Giang. Chi cục phòng chống lũ lụt cho biết nhiều sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin khí tượng cho thấy một vành đai mưa đang kéo dài từ Quảng Tây về phía Đông Bắc đến Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lớn thứ hai màu da cam vào ngày hôm qua. Tại tỉnh Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những ngày gần đây, mực nước của nhiều trạm thủy văn ở Trung Lưu sông Dương Tử đã vượt quá mực nước thiết lập vào ngày Chủ nhật. Tàu chở khách trên sông Dương Tử Nam Kinh đã bị đình chỉ và các chuyến bay tại sân bay Lộc Khẩu đã bị chặn. Nam Trung Quốc năm nay sớm hơn bình thường nửa tháng. Cuối tháng 3 đã bước vào mùa lũ. Trụ sở Quốc gia Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của Trung Quốc chỉ ra rằng kể từ đầu mùa lũ, 1.192 quận trên cả nước đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến 196 người chết và 55 người mất tích. Cơ quan quốc phòng chỉ ra rằng dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên đến 33,82 triệu người, trong đó có 1,48 triệu người phải di rời khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.942.000 ha, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 50,6 tỷ đồng nhân dân tệ. Tổng cục Quốc phòng cũng cho biết, so với giá trị trung bình của cùng kỳ năm 2016, diện tích bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số người chết và số nhà sập đều giảm đáng kể trong năm nay, nhưng thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 51% cao hơn. Mưa lớn đã tấn công 56 thị trấn ở 3 quận của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu và huyện Bi Giang bị ngập lụt. Đường phố Sông Cheng, An Huy bị ngập úng, người dân đi thuyền trên cạn. Mực nước sông Dương Tử đang đến gần đến bờ kè Hán Khẩu, Hồ Bắc.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin quân đội PLA đã chặn thành công đường đi của bờ sông ở khu vực làng Sinh Trong của sông Sai He ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời một quan chức quốc phòng nước này cho biết các khu vực mưa chính trong đợt lũ chính vụ năm nay dự kiến sẽ nằm ở các tỉnh Giang Nam, Giang Hoài, Hoàng Hoài, phía Tây Nam, Đông Bắc và các nơi khác với số lượng tương đối nhỏ nhưng cường độ tương đối mạnh và một cơn bão mạnh có thể đổ bộ vào Trung Quốc và tiến sâu vào nội địa. Tổng cục Quốc phòng cảnh báo rằng mực nước ở trung và hạ lưu sông Dân Tử, hồ Động Đình và hồ Po Yang sẽ vượt qua mức cảnh báo chậm nhất là vào ngày thứ ba, ngày 5 tháng 8. Ngoài ra sẽ có hai đợt mưa lớn trong 10 ngày tới. Các khu vực mưa chính sẽ di chuyển dần lên phía bắc từ thứ ba đến phía bắc Giang Hoài, miền Trung và Nam Hoài Hà và phía đông Tây Nam Trung Quốc. Lượng mưa nói chung là vừa đến lớn và đang có mưa lớn ở một số khu vực. Đài quan sát khí tượng Trung ương cũng đã ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa, dự báo rằng thảm họa núi lửa có nhiều khả năng xảy ra ở các khu vực Đông Nam An Huy, Tây Bắc Giang Tây và Đông Nam Hồ Bắc, Đông Bắc và Tây Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu và Tây Vân Nam. Xoáy thuận nhiệt đới số 1 năm nay, Nibiru, vừa hình thành gần lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ, được dự báo sẽ tiếp cận miền Bắc Đài Loan ngay sau thứ Năm. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc dự đoán rằng Nibiru sẽ lướt qua phần phía bắc của hòn đảo chính của Đài Loan và đổ bộ vào miền Nam Chiết Giang vào thứ Sáu. Trung tâm cảnh báo bão Liên Hợp của Hoa Kỳ dự báo rằng cơn bão sẽ đi qua vùng biển phía đông phía bắc Đài Loan và bờ biển Chiết Giang và sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc về phía biển Hoàng Hải. Li Ning, Tổng thư ký của trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho rằng do ảnh hưởng của một đợt El Nino mới bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái, năm nay khí tượng của Trung Quốc nói chung là kém và có khả năng xảy ra lũ lớn ở lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ. Trận động đất Yayan. Kính thưa quý vị, hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Yayan, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trận động đất này là trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra vào 17 giờ giờ địa phương ngày 1 tháng 8 tại huyện Lộc Sơn, thành phố Yayan, Tứ Xuyên ở 30,37 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 17 km vào lúc 3 giờ 3 phút. Một trận động đất 4,5 độ Richter đã xảy ra ở 30,37 độ Vĩ Bắc, 102,92 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 18 km khiến 4 người đã thiệt mạng tại Baoshan County. Ngay sau đó, cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên xác nhận rằng trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở Lộc Sơn, Tứ Xuyên là dư chấn của trận động đất Luhan ngày 20 tháng 4 với 7,0 độ Richter năm 2013. Theo mạng điện chấn Trung Quốc, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022 tại huyện Lộc Sơn, thành phố Yayan, tỉnh Tứ Xuyên với cường độ 6,1 độ Richter và độ sâu trọng tâm là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất có cường độ 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Baoshan cũng thuộc thành phố Yayan với tiêu cự sâu 18 km. Theo Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên, trận động đất là dư chấn của trận động đất Lộc Sơn năm 2013. Các nhà địa chất học cho biết trận động đất xảy ra tới độ đứt gãy Long Mersan ở ranh giới phía đông của khối Bayanha trong lịch sử là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra động đất nhất ở Trung Quốc và là một trong những đới đứt gãy hoạt động địa chấn quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu và đánh giá các đặc điểm của chuỗi trận động đất lịch sử và dữ liệu quan sát địa vật lý, các chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn ở khu vực động đất nguyên thủy Lộc Sơn trong tương lai gần. Vào ngày 20 tháng 7, hơn 17 ngày trước, một trận động đất có cường độ 4,8 độ Richter cũng đã xảy ra ở huyện Hoyan, cũng thuộc thành phố Ayan. Theo số liệu do công ty điện lực Tứ Xuyên State Grid công bố, tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 8, trận động đất đã gây mất điện cho 49.438 hộ gia đình, trong đó 18.533 hộ đã được cấp điện trở lại sau khi sửa chữa khẩn cấp. Ba con đường của quận là đường Lushang, đường Lutai và đường Đan Na ở quận Lộc Sơn và đường quốc lộ 351 ở quận Baoshan bị gián đoạn ở nhiều nơi. Tại thị trấn U Long, quận Baoshan, tâm trấn của động đất, nhiều ô tô đang đậu tại công trường xây dựng đã bị đá rơi trúng đầu và ô tô bị hư hỏng nặng. Tại thị trấn Taiping, tâm trấn, tất cả các ngôi nhà trong thị trấn đã được xây dựng lại sau trận động đất Vân Xuyên năm 2008 và trận động đất Lộc Sơn năm 2013. Để ngăn chặn các dư chấn có thể xảy ra,
Cư dân của nhiều thị trấn đều sống trong khu tái định cư tập trung của trường cấp 2 Taiping trước khi sóng động đất đến thành phố Yayan, cách tâm trấn 44 km, thành phố Meishan cách 94 km, tỉnh tự trị Tây Tạng Gansi cách đó 100 km và thành phố Thành Đô cách đó 114 km đều nhận được cảnh báo động đất từ ICL Earthquake, hệ thống công nghệ cảnh báo sớm. Để tránh rủi ro, ước tính gần 10 triệu người sẽ nhận được cảnh báo trên điện thoại di động và TV thông minh. Tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã bị đình chỉ khẩn cấp và việc hoàn trả đã được thu xếp cho những hành khách bị ảnh hưởng. Sau trận động đất, văn phòng trụ sở chính phủ về cứu trợ động đất của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và Cục Quản lý Khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó khẩn cấp cấp quốc gia đối với trận động đất. Đồng thời, tỉnh Tứ Xuyên đã điều động ít nhất 4.500 người đến khu vực thiên tai để cứu hộ khẩn cấp. Để đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ Tứ Xuyên, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ lều, mền, giường gấp, túi cứu trợ gia đình, áo khoác và các vật liệu cứu trợ thiên tai khác để hỗ trợ các khu vực bị thiên tai để di chuyển và tái định cư tạm thời của những người bị ảnh hưởng. Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên đã tiến hành một cuộc khảo sát về thiệt hại đối với các tòa nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng của thành phố trong khu vực thiên tai. Tại thị trấn Taiping, huyện Dusan, dân quân và lực lượng cứu hộ xây dựng khu tái định cư tạm thời. Tính đến 5 giờ ngày hôm nay, trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã điều động 200 lều, mỗi cá 1.000 mền và 200 đèn lều đến huyện Lusan và huyện Bao Sinh, 34 huyện Bao Sinh và 27 ở huyện Lusan, chuyển khẩn cấp và tái định cư trong số 12.722 người bị ảnh hưởng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.